Chiến sự Trung Đông ngoài dải Gaza, giao tranh vẫn dai dẳng giữa Israel và Hezbollah. Mỹ mới đây bắn tín hiệu rằng họ sẽ ủng hộ nhà nước Do Thái tấn công lớn vào Liban nếu hai bên không đạt được một giải pháp ngoại giao. Liệu cuộc tấn công này có xảy ra hay không? Trong khi đó, một động thái có thể ảnh hưởng tới cả Hamas và Hezbollah khi Canada xếp lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố. Tương lai dải Gaza hiện tại cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Câu hỏi đặt ra, vì sao các nước Ả Rập không muốn giúp điều hành vùng đất này thời hậu chiến? Liên quan đến quan hệ Nga-Triều và cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Putin vừa cảnh báo Hàn Quốc chớ làm một điều sai lầm. Đó là điều gì? Cũng về bán đảo Triều Tiên, lại tiếp tục có binh sĩ miền Bắc xâm nhập biên giới miền Nam. Đây là vô tình hay cố ý? Chuyển sang tình hình bầu cử Mỹ, Thống đốc bang Arkansas mới đây nói rằng chắc chắn ông Trump sẽ giành chiến thắng trước Tổng thống Biden. Bà dựa vào căn cứ gì để đưa ra nhận định như vậy? Tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngay sau đây. Kính thưa quý vị, mở đầu là cập nhật chiến sự Trung Đông. Hoa Kỳ đã bắn tín hiệu rằng họ ủng hộ một cuộc tấn công lớn của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah trong bối cảnh các bên ngày càng thất vọng khi không có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong cuộc họp tại Beirut vào đầu tuần này, đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Houston đưa ra cảnh báo thẳng thừng tới các quan chức Liban rằng Israel đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công vào Hezbollah. Israel nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ nếu không tìm ra một giải pháp ngoại giao thích hợp. Ông Houston đã gặp Thủ tướng Najib Mikati và Chủ tịch Quốc hội Nabi Berri. Cả hai đều được Hoa Kỳ nhờ làm trung gian kết nối với Hezbollah, nhóm do Iran hậu thuẫn và bị Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố. Ông Houston nói với các quan chức Liban rằng Israel dự tính sẽ có thêm khoảng 5 tuần giao tranh dữ dội ở Gaza, sau đó tạm dừng tấn công. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục nhắm vào quan chức cấp cao Hamas và nỗ lực giải cứu con tin. Theo ông Houston, tạm lắng trong giao tranh ở Gaza tạo cơ hội cho Hezbollah và Israel chấm dứt xung đột để bắt đầu đàm phán, bất kể có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hay không. Ông David Jenker, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Cận Đông, nói với báo chí, anh ấy về cơ bản đang vạch ra những gì sẽ đến. Israel gần như đã hoàn thành mọi thứ có thể làm ở Gaza. Sau đó họ lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với Liban. Hezbollah nói rằng họ sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Nhưng có vẻ lãnh đạo Hamas chưa muốn tình huống này. Họ tiếp tục giam giữ con tin. Ông Houston cảnh báo, một khi giao tranh ở Gaza tạm dừng, các quan chức Israel sẽ tập trung thêm sức mạnh vào biên giới phía Bắc, đẩy Hezbollah ra xa hơn nữa, để người dân trong khu vực trở về trước khi năm học mới bắt đầu. Israel và Hezbollah đấu súng gần như hàng ngày kể từ hôm 8 tháng 10 năm 2023, nhưng xung đột leo thang vào tuần trước sau khi Israel loại bỏ ông Taleb Sami Abdullah, một trong những thành viên cao nhất của Hezbollah. Nhóm này đáp trả bằng cách phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel hôm 18 tháng 6 nói rằng họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào Liban. Trước đó cùng ngày, Israel đã tấn công vào nơi chứa máy bay không người lái của Hezbollah. Trong bài phát biểu hôm 20 tháng 6, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nói sẽ tăng cường các hành động chống lại Israel. Họ đã xác định được hàng loạt mục tiêu của nhà nước Do Thái, kể cả ở biển Địa Trung Hải. Hoa Kỳ đã cố gắng trong nhiều tháng để ngăn chặn xung đột leo thang. Theo Wall Street Journal, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đích thân can thiệp nhằm ngăn Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát động cuộc tấn công lớn vào Liban sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Houston cảnh báo các quan chức Liban rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ đồng minh của mình hoàn toàn nếu giao tranh không dừng lại trong 5 tuần tới. Lời lẽ cứng rắn của Hoa Kỳ phản ánh sự thất vọng sâu sắc với những gì họ cho là ngoan cố của Hamas khi chưa chấp nhận đề xuất ngừng bắn. Ban đầu, Hamas muốn đảm bảo rằng Israel sẽ đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn sau khi cuộc trao đổi con tin diễn ra. Rồi cuộc tấn công của Israel để giải cứu con tin khiến 270 người thiệt mạng. Hamas đã kêu gọi Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo đảm thỏa thuận trên. Họ cũng kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa dải Gaza đã kéo dài 17 năm và đưa ra mốc thời gian để quân đội Israel rút khỏi Rafah. Bà Randa Slim, thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông, nói Hoa Kỳ đang mất kiên nhẫn với Hezbollah và dần ủng hộ kế hoạch của Israel. Washington đã kiềm chế Israel trong 8 tháng qua, nhưng giờ có lẽ không như vậy nữa.
Có vẻ Hoa Kỳ muốn Hezbollah ngừng bắn để tạo áp lực Hamas cũng chấp nhận lệnh ngừng bắn tương tự. Hôm 18 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định Israel, Hezbollah và Iran có chung lợi ích trong việc ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện. Tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah gần đây rằng ông sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận đã mang lại hy vọng cho Hoa Kỳ, đặc biệt là đặc phái viên Houston, người bạn thân của Tổng thống Biden, người đã đàm phán thành công thỏa thuận hàng hải 2022 giữa Liban và Israel. Thỏa thuận này vẫn được duy trì bất chấp giao tranh. Tuần trước, chỉ huy lực lượng vũ trang Liban Joseph Aoun đã có mặt tại Washington DC để gặp quan chức Lầu Năm Góc nhằm thảo luận về tình hình xung đột. Trong một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc của chính quyền Tổng thống Biden, ông Aoun cũng gặp Thượng nghị sĩ Chris Coons, một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhà Trắng. Theo một số nguồn tin, Thượng nghị sĩ Coons đã thảo luận về khoản tài trợ của Hoa Kỳ cho từ 6 đến 10.000 binh sĩ Liban, tức từ 100 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ. Canada vừa tuyên bố liệt kê lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là tổ chức khủng bố. Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ cũng có động thái tương tự vào năm 2019. Canada nói IRGC có liên kết với nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban và Hamas ở Palestine. Cả hai nhóm này đều có hành động khủng bố và đang trong cuộc chiến với Israel từ tháng 10 năm 2023. Ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng An ninh Công cộng của Canada nói, liệt kê IRGC dựa trên quan điểm của chúng tôi là phản đối hành động phi pháp của Iran như tài trợ khủng bố và hỗ trợ nhóm khủng bố. Chúng tôi sẽ luôn thúc đẩy nhân quyền, có hành động chống lại ai phá hoại quyền sống của con người trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani cho biết, động thái của Canada là thiếu cân nhắc và mang tính khiêu khích. Tehran có quyền đáp trả tương xứng. Ông khẳng định IRGC là tổ chức không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Iran có tính hợp pháp từ Hiến pháp Iran. Trước đây, Canada đã liệt kê lực lượng tinh nhuệ Quds cánh tay ở nước ngoài của IRGC là một nhóm khủng bố. Canada không có quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2012. Quyết định trừng phạt IRGC của Canada được đưa ra khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đang lên đỉnh điểm. Đầu tuần này, Hoa Kỳ ra hiệu rằng họ sẽ ủng hộ Israel trong một cuộc tấn công tiềm tàng chống lại nhóm vũ trang ở Liban được Iran hậu thuẫn. IRGC được thành lập sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, là một phần của cơ cấu sức mạnh chính thức ở Iran. Bộ trưởng LeBlanc nói thêm, việc chỉ định này cho phép họ điều tra bất kỳ cựu quan chức chính phủ Iran nào đang sống tại Canada. Theo luật pháp Canada, khi một nhóm được chỉ định là thực thể khủng bố, cảnh sát được phép buộc tội hoặc điều tra bất kỳ ai ủng hộ nhóm đó. Động thái này cũng ảnh hưởng đến những người Iran tị nạn tại Canada, vì nhiều người trước đây từng phục vụ trong IRGC như một phần của nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Một số quốc gia ở châu Âu, bao gồm cả Đức, đang hối thúc Liên minh châu Âu chỉ định IRGC là nhóm khủng bố. Iran và Canada có quan hệ căng thẳng trong thập kỷ qua. 8 năm sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2020, Iran đã bắn hạ một máy bay chở khách của Ukraine, khiến hàng chục công dân Canada thiệt mạng. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Hoa Kỳ liên quan đến cái chết của tướng Qasem Soleimani do bị UAV Hoa Kỳ tấn công tại Baghdad. Iran cho biết vụ bắn hạ máy bay là do lỗi con người. Năm 2023, một quan tòa ở Iran đã tuyên án sơ bộ cho 10 người có vai trò trong vụ bắn hạ. Nhưng trong một vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế, Canada cho biết Iran đã không điều tra và truy tố hình sự một cách minh bạch theo đúng luật pháp quốc tế. Theo trang The National, ông Abdul Malik al-Houthi, lãnh đạo phiến quân Houthi ở Yemen ngày 20 tháng 6 cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Anh không ảnh hưởng gì tới họ. Lực lượng bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố này đã tấn công thường xuyên tàu ở Biển Đỏ từ khi chiến sự nổ ra. Từ tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ, làm gián đoạn thương mại quốc tế. Khoảng 12% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua vùng biển này. Ông Abdul Malik al-Houthi nói, có 8 tàu đã bị 26 tên lửa và máy bay không người lái bắn trúng trong tuần.
Ông cũng cho rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Houthi ở Yemen không có tác dụng. Sau đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, phản bác rằng ông Al-Houthi nói các cuộc không kích của Mỹ không gây ảnh hưởng gì là không chính xác. Năng lực của Houthi đã bị suy giảm kể từ khi họ bắt đầu gây chiến, Thiếu tướng Ryder khẳng định. Ông Pat Ryder cho rằng Hoa Kỳ không mong muốn một cuộc xung đột toàn diện với Houthi, cảnh báo rằng hành động của quân nổi dậy cuối cùng sẽ chỉ gây tổn hại cho người dân Yemen. Xung đột khiến việc cung cấp viện trợ trở nên khó khăn hơn và gây tổn hại đến nền kinh tế khu vực. Thiếu tướng Ryder nói tiếp, mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền tự do hàng hải qua Biển Đỏ và tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để bảo vệ các thủy thủ đi qua khu vực này, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 1 đã công khai thừa nhận rằng tấn công vào địa điểm của Houthi không ngăn được hành động của nhóm chiến binh này, nhưng Mỹ vẫn phải tiếp tục. Cũng trong tháng 1, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết, mặc dù các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu và gián đoạn khả năng của Houthi có thể thành công, nhưng chủ yếu gửi đi thông điệp lập trường mạnh mẽ của Anh và Mỹ trước hành động của Houthi hơn là nhằm vào hiệu quả quân sự cụ thể. Lực lượng Houthi cho biết họ hành động để ủng hộ Hamas cho đến khi Israel kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Trước đó, nhóm này tuyên bố họ chỉ nhắm vào tàu của các nước có liên kết với Israel. Lực lượng vận tải qua Biển Đỏ và sau đó là qua kênh đào Suez đã giảm ít nhất 55% kể từ khi Houthi tấn công. Vào tháng 1 năm 2024, Mỹ và Anh bắt đầu không kích đáp trả vào vị trí của Houthi ở Yemen. Nhóm Houthi đang kiểm soát khoảng 30% diện tích Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Theo một số nguồn tin, tuần trước, người đứng đầu quân đội Israel đã gặp các quan chức quốc phòng cấp cao từ 5 nước Ả Rập tại Bahrain. Cuộc họp có sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, mục đích nhằm phát thảo tương lai dải Gaza thời hậu chiến. Ngoài Hoa Kỳ và Israel, cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo quân đội từ Bahrain, UAE, Ả Rập Xê Út, Jordan và Ai Cập. Tuy nhiên, không có kết quả khả thi nào được đưa ra. Sự hợp tác giống như vậy giữa các nước Ả Rập và Israel thường không được người dân ủng hộ. Nhiều thăm dò cho thấy 92% người Ả Rập nói rằng vấn đề Gaza và Palestine có liên quan đến toàn bộ thế giới Ả Rập, chứ không phải chỉ Palestine và Israel. Hầu hết người Ả Rập cũng mô tả Hoa Kỳ thiên vị Israel, cho rằng chính sách của Washington gây tổn hại lợi ích của Mỹ trong khu vực. Các cuộc thăm dò làm nổi bật khoảng cách giữa người dân Ả Rập và chính phủ của họ về vấn đề Palestine, cũng như về vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Gaza. Chúng cũng cho thấy chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông là chưa thực tế khi bỏ qua khoảng cách này. Sự chủ quan của Hoa Kỳ về khoảng cách này từ lâu là một trong những lý do gây ra tâm lý chống Mỹ trong khu vực. Điều đó cũng giải thích vì sao kế hoạch quản lý Gaza sau chiến tranh của Nhà Trắng thất bại. Hoa Kỳ có truyền thống lâu đời là ủng hộ các chế độ độc tài ở Trung Đông, trong khi phớt lờ quyền và hy vọng của số đông người dân Ả Rập. Điều này bởi các chính trị gia Hoa Kỳ tin rằng những lãnh đạo Ả Rập mà họ ủng hộ có thể áp dụng chính sách đối ngoại phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính sách này của Hoa Kỳ không bảo vệ được sự ổn định ở Trung Đông, cũng như không phục vụ lợi ích của chính họ. Nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thuyết phục một số quốc gia Ả Rập gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Gaza tới nay đã thất bại. Lý do chỉ làm gia tăng xung đột giữa người dân Ả Rập và chính phủ của họ. Không những vậy, các phe phái Palestine không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài nào ở Gaza nếu không có thỏa thuận. Các nhóm vũ trang như Hamas và Jihad cảnh báo họ coi bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở Gaza là lực lượng chiếm đóng. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã phớt lờ quyền và lợi ích của người dân Palestine. Chính sách lấy Israel làm trung tâm đã không giúp Washington đạt được mục tiêu như tuyên bố là chấm dứt xung đột, trao cho người Palestine quyền thành lập quốc gia riêng và bảo vệ sự an toàn của đồng minh. Theo một số chuyên gia, nếu Hoa Kỳ thúc đẩy đồng minh Ả Rập hợp tác với Israel mà không cân nhắc lập trường của người Palestine, điều đó chỉ làm tăng xung đột ở Gaza và toàn khu vực. Các quốc gia Ả Rập dường như hiểu rằng gửi lực lượng đến Gaza là sai lầm chết người. Jordan, Ai Cập và UAE công khai bác bỏ ý tưởng. UAE đi xa hơn khi chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì gợi ý UAE nên giúp quản lý Gaza sau chiến tranh. Các nước Ả Rập nhiều lần khẳng định họ không đóng bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý Gaza nếu không có giải pháp chính trị toàn diện dựa trên khái niệm hai nhà nước. Hơn nữa, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi liệu chính quyền Palestine hay các quốc gia Ả Rập có thể kiểm soát Gaza mà không cần loại bỏ Hamas hay không. Sau hơn 8 tháng chiến tranh tàn khốc, viễn cảnh trên ngày càng khó xảy ra. Dân thường gánh chịu hậu quả nặng nề từ xung đột, trong khi Hoa Kỳ không đưa ra được giải pháp chính trị khả thi nào.
Việc Israel từ chối công nhận nhà nước Palestine, bất kỳ kế hoạch nào nhằm kiểm soát Gaza thông qua lực lượng quân sự Ả Rập được nhận xét đều sẽ thất bại. Do đó, Hoa Kỳ cần nhận ra rằng họ không thể đạt được mục tiêu nào ở Trung Đông trừ khi tôn trọng quan điểm của người dân Ả Rập và thừa nhận quyền của người dân Palestine trong việc tự quyết định tương lai chính họ. Theo báo cáo mới đây của chính phủ Đức, chiến tranh Israel-Hamas ở Gaza là một trong những yếu tố thúc đẩy sự gia tăng tội phạm cực đoan tại nước này. Báo cáo được Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Đức công bố đã thống kê 39.433 trường hợp tội phạm có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan vào năm 2023, tăng gần 4.000 so với năm 2022. Ông Thomas Handelwan, Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Đức nói, sự gia tăng này khiến tất cả lo ngại. Mặc dù các mối đe dọa bắt nguồn từ chủ nghĩa cực đoan cánh hữu vẫn lớn hơn mối đe dọa từ hệ tư tưởng khác, nhưng một mối nguy hiểm ngày càng lớn là sự kích động bài Do Thái đang đầu độc bầu không khí xã hội. Số liệu thống kê do chính phủ công bố vào đầu năm nay cho thấy tội phạm bài Do Thái đã tăng gần gấp đôi cùng thời gian năm 2023. Báo cáo dài gần 400 trang có một chương nói về tác động của cuộc chiến Israel-Hamas. Lưu ý bạo lực và thù hận có tính lan tỏa cao nếu không được kiểm soát. Từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra, Israel cho biết đã loại bỏ ít nhất 15.000 chiến binh Hamas tại dải Gaza, cộng với 1.000 chiến binh bên trong lãnh thổ Israel sau ngày 7 tháng 10. Báo cáo nói rằng nhiều cá nhân cực đoan đã lợi dụng cuộc xung đột để kêu gọi lòng căm thù và bạo lực chống lại người Do Thái, chống lại nhà nước Israel và phủ nhận quyền tồn tại của Israel. Những kẻ cực đoan cũng lợi dụng để kích động chống lại người Hồi giáo và người nhập cư. Báo cáo khẳng định cuộc chiến ở Gaza khiến các luồng tâm lý tiêu cực nói chung được đẩy mạnh hơn như chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa bài Hồi giáo, chống người di cư, chủ nghĩa cực đoan của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cánh hữu và cánh tả. Báo cáo được công bố sau khi đảng cực hữu AfD ở Đức chiến thắng trong bầu cử nghị viện ở châu Âu. Điều này khiến nhiều người dân Đức lo ngại. Các đảng cực hữu cũng chiến thắng ở Pháp và Ý. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser lưu ý, luật pháp đã được thắt chặt từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra. Những ai có tâm lý thúc đẩy hận thù có nguy cơ bị trục xuất và không nhận được hộ chiếu Đức. Tại Pháp vừa xảy ra một vụ tấn công đau lòng vào cô bé Do Thái 12 tuổi. Sự việc đã làm dấy lên căng thẳng âm ỉ ở Pháp về thái độ đối với cộng đồng Do Thái lớn nhất Tây Âu, đẩy mạnh các cuộc tranh luận nảy lửa về tư cách và vị trí của người Do Thái trong xã hội Pháp ngày nay. Số liệu từ chính phủ cho biết có hơn 360 vụ việc phân biệt chủng tộc chống Do Thái ở Pháp trong 3 tháng đầu năm nay, tức trung bình 4 vụ một ngày, tăng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Đỉnh điểm là vụ việc gần đây nhất, ba cậu bé 12 và 13 tuổi bị tố thực hiện hành vi tấn công tình dục và lăng mạ cô bé Do Thái đã làm nổ ra những tranh luận gay gắt về an toàn của người Do Thái trong xã hội Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron, người đã gây sốc khi quyết định tổ chức bầu cử sớm, cũng là một người theo chủ nghĩa trung dung, đã lập tức lên án mạnh mẽ cơn ác mộng chống chủ nghĩa Do Thái đang lan rộng trong các trường học ở Pháp. Thủ tướng Gabriel Attal cũng kêu gọi các chính trị gia ngăn cản lòng căm thù đối với người Do Thái. Đây là một cách chỉ trích bóng gió ông Jean-Luc Mélenchon, người dẫn đầu cánh tả với quan điểm mạnh mẽ về vấn đề Palestine. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, ông Mélenchon đã mô tả sự phân biệt chủng tộc chống Do Thái ở Pháp là dư thừa. Đảng cánh tả France Unbound, nước Pháp không khuất phục của ông Jean-Luc Mélenchon, lên án hành động của Israel tại Gaza như tội ác diệt chủng. Phát ngôn của ông Mélenchon đã khiến cuộc tranh luận về người Do Thái và Israel trở nên nóng bỏng, lan sang chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp một cách trực tiếp và gián tiếp, trở thành một trong những điểm nóng của chiến dịch bầu cử. Trong khi đó, đảng cực hữu RN từng chống Do Thái của bà Marine Le Pen với lập trường chống người nhập cư gắt gao, nay đã dần trở thành một trong những đảng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Israel và cộng đồng người Do Thái tại Pháp, đặc biệt sau khi xảy ra vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10. Những diễn biến này khiến cộng đồng Do Thái tại Pháp đứng trước một lựa chọn khó khăn giữa một đảng chống Do Thái và một đảng ủng hộ Do Thái. Liệu họ có thể bỏ phiếu cho đảng RN của bà Marine Le Pen, đảng có quá khứ phân biệt chủng tộc và cam kết cấm sử dụng khăn quàng đầu Hồi giáo ở không gian công cộng, hay là bỏ phiếu cho đảng nước Pháp không khuất phục của ông Mélenchon với quan điểm ngược lại? Sự thay đổi quan điểm của đảng RN do bà Le Pen lãnh đạo được cho là một phần của chiến lược dân túy nhằm thu hút sự ủng hộ từ cộng đồng Do Thái. Đối mặt với những sự phân hóa chính trị và xã hội ngày càng sâu rộng, các tổ chức Do Thái lớn ở Pháp đại diện cho cộng đồng khoảng 450.000 người đã từ chối tiếp nhận những sự ủng hộ từ đảng của bà Le Pen.
Họ cho rằng, dựa trên lịch sử, chủ nghĩa dân túy chưa bao giờ là giải pháp chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, bất kể lãnh đạo của đảng cực hữu RN có hứa hẹn gì hôm nay. Yonhap đưa tin chính phủ Hàn Quốc ngày 20 tháng 6 cho biết họ sẽ xem xét lại lập trường của mình về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi Triều Tiên và Nga ký kết một hiệp ước mà trong đó cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên bị tấn công. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin bày tỏ sự tiếc nuối về hiệp ước chiến lược toàn diện được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6. Ông Chang nói, Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga nhằm tăng cường sự hợp tác kinh tế và quân sự. Ông Chang cho biết, bất kỳ sự hợp tác nào giúp cho việc tăng cường quân sự của Triều Tiên, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, thì đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sẽ phải chịu sự giám sát và trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, ông tuyên bố Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng. Chúng tôi dự định xem xét lại vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Ông Chang cũng nói, ngụ ý về việc thay đổi chính sách của Hàn Quốc khi không cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Một quan chức của Tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên, các biện pháp cụ thể sẽ được tiết lộ sau và sẽ rất thú vị khi xem Nga phản ứng như thế nào thay vì tiết lộ trước kế hoạch của chúng tôi. Cố vấn an ninh quốc gia Chang Ho-jin thông tin thêm, Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 4 tàu, 5 tổ chức và 8 cá nhân liên quan đến việc vận chuyển vũ khí và dầu mỏ giữa Nga và Triều Tiên. Hiện có 1.159 mặt hàng đang chịu các lệnh kiểm soát được xuất khẩu sang Nga sau cuộc chiến Ukraine. Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm 243 mặt hàng mới, nâng tổng số lên 1.402 mặt hàng bị trừng phạt. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo Hàn Quốc rằng sẽ là một sai lầm rất lớn nếu Seoul cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Trước đó có tiếng nói gợi ý Sử Kim Chi nên gửi vũ khí sát thương tới Ukraine để đáp trả hợp tác quân sự Nga-Triều. Chính phủ Hàn Quốc hôm 20 tháng 6 nói rằng họ sẽ xem xét lại lập trường về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sau khi Nga và Triều Tiên ký hiệp ước liên quan đến hỗ trợ quân sự nếu một trong hai bên bị tấn công. Tổng thống Putin nói được hãng Sputnik đăng lại. Cung cấp vũ khí sát thương tới vùng chiến sự ở Ukraine sẽ là sai lầm vô cùng lớn. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định mà các lãnh đạo ở Hàn Quốc sẽ khó có thể hài lòng. Được biết hiện nay, Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine vũ khí phi sát thương như thiết bị y tế, thuốc men, máy dò mìn và quần áo bảo vệ. Seoul chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tổng thống Putin và lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí sẽ hỗ trợ quân sự không chậm trễ nếu một trong hai bên bị tấn công theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được ký tại Bình Nhưỡng. Điều 4 của Hiệp ước gồm 23 điểm quy định nước này lập tức hỗ trợ nếu nước kia bị tấn công. Động thái này tương đương với việc khôi phục lại Hiệp ước Liên minh thời chiến tranh lạnh đã bị hủy bỏ năm 1996. Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết, quân đội Triều Tiên tại khu phi quân sự DMZ ngăn cách hai miền bị phát hiện đã vượt qua biên giới vào miền Nam hôm 20 tháng 6 rồi nhanh chóng trở về khi Hàn Quốc nổ súng cảnh báo. Đây là lần vi phạm biên giới thứ ba của Triều Tiên trong tháng 6. Trong thông điệp gửi tới các phóng viên ngày 21 tháng 6, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết các lính Triều Tiên đã vượt qua đường phân chia ranh giới quân sự trong DMZ vào khoảng 11 giờ sáng thứ Năm 20 tháng 6. Quân đội Hàn Quốc đã phát sóng và bắn cảnh báo, khiến lính Triều Tiên quay trở lại phía biên giới của họ. Một quan chức JCS cho biết sự cố này có vẻ là vô tình, sau đó các binh lính tiếp tục công việc của họ khi trở về miền Bắc. Đây là lần vi phạm biên giới thứ ba của Triều Tiên trong tháng này sau các vụ việc tương tự vào ngày 9 tháng 6 và 18 tháng 6. JCS trước đó cho biết cả hai trường hợp dường như đều không cố ý. Các vụ xâm nhập xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên triển khai số lượng lớn quân đội ở khu vực tiền tuyến kể từ tháng 4 để tiến hành một loạt hoạt động như cài mìn, dựng bức tường được cho là để chống xe tăng và gia cố đường xá. Chuyển sang thông tin về bầu cử Mỹ. Thống đốc Arkansas, bà Sarah Huckabee Sanders, vừa đưa ra dự đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Bà Huckabee Sanders nói với Fox News, tôi vẫn nghĩ đây là cuộc đua của ông ấy. Ông ấy rõ ràng là ứng cử viên hàng đầu từ ngày tuyên bố tranh cử. Ông ấy chưa mất đi vị thế đó, dù trong bầu cử sơ bộ hay tổng tuyển cử. Tôi hoàn toàn tin rằng ông ấy sẽ thắng và thắng lớn. Bà Sanders từng là thư ký báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Khi được hỏi liệu bà có quan tâm đến việc được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống chạy đua cùng ông Trump hay không, thống đốc Arkansas nói rằng bà không quan tâm đến điều đó. Bà đang rất yêu thích công việc hiện tại, rất vinh dự khi được làm thống đốc Arkansas. Hy vọng sẽ giữ vị trí này trong 7 năm tiếp theo. Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Sanders nói, ông Trump và Tổng thống Biden đều có kinh nghiệm trong Nhà Trắng, nhưng ông Trump thành công hơn ở các vấn đề như kinh tế và an ninh quốc gia. Ông Biden thì bị nhiều điểm trừ. Đó là lý do ông Trump sẽ chiến thắng vang dội vào tháng 11. Theo số liệu thăm dò trung bình của The Hill, ông Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc với biên độ xích sao 0,6%. Cụ thể, khoảng 44,5% ủng hộ ông Trump và 43,9% ủng hộ Tổng thống Biden. Hai người sẽ có cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên vào tuần tới. Theo thông tin từ Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ và Mexico đã được triển khai từ ngày 19 tháng 6 dọc theo khu vực sa mạc xung quanh bức tường biên giới để hỗ trợ những người nhập cư đang lay lắt dưới nhiệt độ như thiêu đốt. Tại Ciudad Juárez, phía biên giới Mexico, cơ quan bảo vệ dân sự đã thu về thi thể của một người di cư trên sa mạc được cho là tử vong do nhiệt độ quá nóng. Theo cơ quan bảo vệ dân sự, nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C dưới đợt nắng nóng mới này. Một người cố gắng vượt biên sang Hoa Kỳ đã bị bỏ rơi bởi những người đưa anh ta đến đây. Hôm nay chúng tôi đã tìm được thi thể. Chúng tôi đã đi tìm 2 ngày trước khi gia đình anh ấy thông báo mất tích. Chúng tôi khuyến nghị những người di cư không nên vượt qua sa mạc dưới nhiệt độ nóng bức, đặc biệt là đang thời điểm nhiệt độ quá cao. Nắng nóng, say nắng và mất nước có thể khiến họ tử vong. Lính cứu hỏa từ New Mexico đã tuần tra khu vực gần bức tường biên giới để tìm kiếm những người di cư cần hỗ trợ, ngăn ngừa thêm các trường hợp say nắng và mất nước. Theo các quan chức biên giới Hoa Kỳ, mỗi ngày có khoảng một người di cư chết vì nắng nóng trong tuần qua ở khu vực El Paso, bang Texas, giáp Mexico, nơi số ca tử vong đã tăng gần gấp đôi trong năm tính đến nay. Các cuộc cứu hộ của lực lượng biên phòng Mỹ tăng gần gấp 3. Ngày 13 tháng 6, nhà chức trách Mexico đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ di cư khoảng 23 tuổi đến từ El Salvador. Cô chết vì mất nước ở sa mạc gần Ciudad Juárez, thành phố 1,6 triệu dân. Phát biểu tại khu vực miền núi phía tây El Paso, nơi hầu hết người di cư đi qua, sĩ quan biên phòng Orlando Marrero Rubio cho biết số người chết gia tăng là do thời tiết nóng bắt đầu sớm hơn bình thường và do cách đối xử vô tâm, vô nhân đạo của nhóm tội phạm buôn người. Chúng tôi khuyến khích mọi người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đừng cố gắng vượt biên trái phép, đặc biệt là qua sa mạc, vì đợt nắng nóng khắc nghiệt này không khoan nhượng với mạng sống bất cứ ai. Vì vậy, khuyến nghị mạnh mẽ của chúng tôi là đừng cố vượt biên trái phép và đừng đi qua sa mạc. Thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay, cơ sở nghiên cứu và gây giống gấu trúc lớn Thành Đô của Trung Quốc vừa thông báo cấm 12 khách tham quan trong độ tuổi từ 26 đến 61 suốt đời không được vào trung tâm vì bị cho là có hành vi xấu. Bài đăng trên WeChat chính thức của trung tâm cho biết những du khách có hành vi tồi tệ như ném măng tre, que kẹo mút, thuốc lá, trứng, bánh mì và nhổ nước bọt vào khu vui chơi ngoài trời của gấu trúc trong những thời điểm khác nhau. Hiện những con gấu trúc đều ổn và khỏe mạnh. Cơ sở nghiên cứu chưa công khai danh tính hoặc quốc tịch của bất kỳ vị khách bị cấm nào. Bài đăng trên WeChat nói rõ rằng các khách này không đi cùng nhau. Hành vi sai trái diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Trung tâm này, một trong những điểm thu hút du khách nổi tiếng nhất ở Thành Đô, đã đăng tải các hướng dẫn chi tiết cho khách tham quan trên trang web của mình. Một trong những hướng dẫn có đoạn, xin hãy chú ý đến sự an toàn của chính bạn và động vật. Hãy im lặng và tránh xa thú vật. Nghiêm cấm xả rác, khạc nhổ, ném thức ăn vào khu chăn nuôi và các hành vi khác đe dọa sự an toàn của động vật. Thông báo tiếp tục nói rằng việc vi phạm các quy tắc của trung tâm có thể dẫn đến bị trừng phạt với nhiều mức độ khác nhau, như cấm vào tham quan trong 1 năm, 5 năm hoặc suốt đời. Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc Thành Đô mở năm 1987 tại tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc. Trung tâm được thiết kế để tái tạo môi trường sống tự nhiên của loài gấu trúc khổng lồ. Ước tính hiện nay có khoảng 1.800 con gấu trúc sống trong tự nhiên trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.